Xin giới thiệu với các bạn là một cái nhông chớn loại nhiều răng này. Hôm trước thì làm một cái video ít răng rồi, hôm nay giới thiệu thêm một cái loại nhiều răng như này cho những cái dòng xe nhiều răng nhé. Còn một số các bạn thời gian vừa qua có hỏi là cái cấu tạo của nó như nào, có phải nó hoạt động như cái như cái líp xe đạp không, thì hôm nay mình mở một cái nhông chớn này ra. Mình sẽ để cho các bạn tham khảo cái cấu tạo. Đầu tiên ấy là hai cái bên nhông này nó sẽ có vòng bi này, vòng bi đỡ hai bên các bạn nhé. Đấy, nó có vòng bi đỡ hai bên đàng hoàng. Đây là một bên này, và bên này là một một bên vòng bi nữa. Và tiếp theo ấy thì về bản chất thì nó cũng giống như một cái líp, nó cũng sử dụng cá đây này, các bạn có thể nhìn cá này. Tuy nhiên ấy, thì ở đây cái số lượng cá nó nhiều hơn của xe đạp. Xe đạp thì sử dụng có hai cái con cá thôi, nhưng mà của thằng nhông chớn này nó dùng 4 con cá các bạn nhé. Đấy, vì vậy các bạn dùng cái này là hoàn toàn yên tâm về độ bền. Đấy, thì nó làm rất là chuẩn. Đây, một bên, hai bên có vòng bi nhé, và con cá là ở giữa. Đấy, có số lượng cá là 4 con nha các bạn nhé, 4 con cá trong một cái nhông chớn như này. Mình gọi là cá đấy, các bạn có thể gọi là cái gì thì mình không rõ, nhưng mà nó là cái cá để nó cài vào cái phe này này. Đấy, thì nó sẽ sử dụng 4 con cá trên một cái nhông chớn. Đấy, thì nó sẽ phù hợp với tải trọng của xe máy, nên là các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về cái độ bền của nó. Đấy là về cấu tạo các bạn nhé. Còn cách lắp đặt thì các bạn xem video tiếp theo. Đây giờ các bạn về số này là nó vẫn lăn này. Đấy, cảm giác giống như đang chạy trớn này. Cái này nó vừa với cỡ nhông cũ của nó nên là không phải tăng chỉnh nhông xích. Đây các bạn coi, không cần phải chỉnh lại nhông gì cả, lắp vừa luôn. Đây các bạn thấy nhé, đang có số dắt lùi này, nó rất là chặt nhưng mà rất tiến này, nhẹ có đà này. Đấy các bạn nhìn nhé, đây là đang mình đang để số mo này, và bây giờ mình chuyển sang số này. Khi mình, các bạn sang số ấy thì nó vẫn có cái đà bon của nó mà không bị hãm. Đấy, mặc dù đang là số 1 nhé. Đây, đấy, đây đang là số 1 nhé, mà xuống đây bánh mình vẫn vẫn lăn bon tít luôn. Để mình sẽ thử chạy ra ngoài đường xem cảm giác nó như thế nào.
quá sướng luôn. Không quay đâu. Xe máy đứng yên này. Trục xe đứng im này. Chạy này nó đỡ hại bộ số. Tiết kiệm nhiên liệu. Và cảm giác như xe côn.